Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cái đây khoảng 5 hôm trước tôi có nói chuyện qua điện thoại với một thương gia. Tôi nói với anh ấy rằng, tôi muốn nói cho anh biết, tương lai anh sẽ là triệu phú. Anh nói rằng Chúa đã phán với tôi cái đây hơn chục năm trước rồi. Nhưng tôi muốn nói với anh một điều, sau khi tiếp xúc với anh, tôi biết anh chị có những khả năng nhìn thấy những ý tưởng mới và dám làm. Nhưng thất bại của anh, đó là không có lòng kiên trì. Lòng kiên trì sẽ giúp cho anh trở thành triệu phú. Còn nếu như không luyện được hay là không có được lòng kiên trì, thì tất cả những điều mà anh được nghe, nó sẽ vĩnh viễn chỉ là ước mơ. Anh ấy nói rằng, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi nói rằng hãy tập tính cách đó bằng cách học cách ngồi yên lặng. Anh nói rằng cái đó là khó đối với tôi đấy. Khi nghiên cứu về con người, người ta phát hiện ra rằng trẻ con chạy trước khi đi, đang bò, khi nó đứng dậy phát hiện ra nó đứng được trên chân của nó là nó chạy. Chạy vì ngã nhiều lần nó mới học đi. Khi bắt đầu đi tốt rồi, đến 5, 6, 7 tuổi, bố mẹ mới dạy nó học ngồi. Học ngồi lại quyết định thành công tương lai của đứa trẻ. Nếu đứa trẻ không biết ngồi học, không biết ngồi làm bài, không biết nghiêm túc nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng làm bài, để thi đại học 3 tiếng đồng hồ sẽ không bao giờ mang lại kết quả. Bởi vậy anh chị em ơi, phần lớn những con người tiếp xúc, họ đều nói và tâm sự rằng làm việc cơ bắp nó đôi khi dễ hơn làm việc bằng trí óc. Ngồi nửa tiếng đọc sách mà hiểu nổi khó lắm, vất vả kinh khủng, chỉ muốn đứng dậy và rời khỏi đó mà đi chơi thôi, hoặc ít ra đi lang thang ra ngoài rồi sau đó lại vào đọc sách tiếp. Dường như cái này nó khó hơn cái này. Và tính kiên trì là một trong những điều kiện cần để trở thành một người thành công trong mọi lĩnh vực, kể cả tài chính. Không có một tỷ phú triệu phú nào thành công mà lại không bởi sự kiên trì. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, đừng coi thường những tài sản phi vật chất. Nếu như bạn không trang bị cho con của bạn những tính cách, mà chỉ trang bị cho con của bạn những tài năng và trí thức, thì hãy nhớ một điều, cái tài luôn đi với cái tai, tai họa đó một vần. Vì nó không biết cách điều khiển con thuyền, kể cả thuyền đó to thế nào đi chăng nữa, thì thuyền đó sẽ bị đổ giống như con tàu nhiều tầng ở bên Ý cách đây 2 năm vậy. Bởi vậy đừng chỉ trang bị tài năng. Amen anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói rằng tài năng thôi chưa đủ. Câu chuyện vừa rồi mà anh Lê Hữu Cẩn có nói về mục sư Dinh kể đó, có một số người không có mặt trong buổi chủ nhật vừa rồi đặt câu hỏi, thế cái câu chuyện đã ra làm sao? Thực ra nó đơn giản lắm. Ông bố rủ 4 thằng con đi ăn trộm dê. Và khi trước khi vào chuồng dê, ông đặt 4 thằng con, một thằng Bắc, thằng Nam, thằng Đông, thằng Tây, và nói rằng nếu như thấy tiếng động thì la lên để cho bố vào ôm dê bố chạy. Thằng út nó trực ở hướng Nam, và trong khi ông vào ăn trộm thì nó la lên, ông chạy ra hỏi có chuyện gì, có người à? Bảo không. Bảo thế có chuyện gì tại sao mày la? Nó mới nói rằng bố ơi, Bắc Nam Đông Tây đều có người canh, thế hướng ở trên này chưa đặt ai canh. Cái đó là cái một câu chuyện mà anh Lê Hữu Cần vừa kể lại. Câu chuyện đó liên hệ tới với chúng ta một điều tại nước Đức này. Nước Đức này được là một nước tự do, ai muốn làm gì thì làm, không ai cấm, miễn là đừng hại người khác. Nhưng có một điều, hay nói một cách khác, có hai điều mà người Đức bắt buộc không thể trốn được. Một là chết, hai là phải nộp thuế. Chạy đâu cũng không thoát được hai điều này. Anh mà trốn thuế, bắt sẽ bị đi tù. Còn chết cũng không chạy nổi. Chạy đâu thoát khỏi chết khi mà chết đã tới. Thành ra hỡi anh chị em, câu kinh thánh vừa rồi mà anh Lê Hữu Cẩn đưa ra về 1/10, không phải anh ấy nghĩ ra, không phải tôi nghĩ ra, và ai đó nghĩ ra, tại đây là lời kinh thánh chép. Và dân Do Thái họ đã làm điều này cả 4.000 năm rồi. Tôi mới chỉ làm được có 21 năm vừa rồi, từ khi tôi tin Chúa Giêsu. Còn có những ai tại đây mới chỉ được nghe về nó chứ chưa làm. Bạn ơi, trẻ con tôi nước Đức chưa bắt nộp thuế. Bởi vậy cho nên
tùy thuộc vào bạn, mức độ phát triển. Đừng vì cái điều đó mà bạn hoảng sợ. Hãy bám vào Đức Chúa Trời, hãy đến gần Ngài để có cái gì mà sau đó mới nộp thuế. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Hãy nói người lên cạnh rằng tiền thuế luôn ít hơn tiền mà tôi sở hữu. Có một ông thương gia thành công đến gặp mục sư tâm sự, nói rằng: mục sư ơi, 3 năm trước tôi không hề có tiền, không có công việc làm. Sau đó mục sư cầu nguyện ban phước cho tôi. Bây giờ càng ngày càng phát triển. Mục sư ạ, bây giờ mỗi một tháng tiền 1/10 mà dâng cho Chúa là 20.000 đô la. Đối với tôi khó quá đi. Bây giờ mục sư ấy cầu nguyện cho tôi để tôi dễ dâng tiền cho Chúa. Mục sư bảo: ok, được thôi. Chúa ơi, trong danh Jesus Christ cho người này nghèo không có đồng nào nữa. Ông bảo: sao mục sư cầu nguyện như vậy? Ông nói rằng: anh vừa nói rằng ít thì dâng dễ, còn nhiều dâng khó. Tôi bây giờ cầu nguyện cho anh nghèo trở lại để dâng dễ. Ông hiểu ra sự dạy dỗ rằng: ok, bởi vì ít chúng ta dám dâng cho nên mới được nhiều như ngày hôm nay. Và nếu như nhiều này chúng ta dâng tiếp thì được nhiều hơn. Hãy nhớ nguyên tắc của chiếc máy bơm con chuột. Khi đổ một số nước vào nó, giật một cái thì máy nước mới nổ. Amen. Amen anh chị em. Hãy nói với người lân cận rằng gieo và gặt rất là quan trọng. Hallelujah. Để không rông dài, tôi muốn chia sẻ với anh chị em đề tài ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Vào ngày 1 tháng 5 2013, tức có nghĩa là cách đây khoảng 4 tháng trước, Tân Hoa Xã đưa tin tại Trung Quốc dịch cúm gia cầm H7N9 tại Trung Quốc có 127 người mắc và trong đó có 27 người đã chết. Hội Y tế Thế giới WHO công bố trên toàn thế giới sự nguy hiểm của đại dịch toàn cầu. Họ rất là sợ, họ đang tìm gấp vaccine để tiêm thuốc tiêm chủng. Nhưng có một điều mà tôi đã sống tới nay 43 năm chưa hề được một tổ chức nào kêu gọi đi tiêm chủng, mặc dù cái căn bệnh đó giết người nhiều nhất trên thế giới. Theo con số thống kê, người ta nói rằng mỗi một năm thế giới này có khoảng 1 triệu người tự sát vì trầm cảm, 10 đến 20 triệu người tự sát hụt, có nghĩa là không thành. Tại Seoul có 6 cây cầu, hiện nay đã lập ra một ban chuyên án công an canh gác cầu thường xuyên, bởi vì 6 cây cầu này nó vào tác phẩm của văn học Seoul nhiều. Thế ra những đôi nam nữ mà ai đó thất tình hay rủ nhau tới đó để về đâu thì không biết. Thế ra công an phải đi tuần liên tục ở 6 cây cầu bắc ngang qua sông vậy. Hiện nay có 121 triệu người khổ sở vì trầm cảm, bởi vì phần lớn bởi buồn, lo lắng, sợ hãi, u uất, chán đời, cô đơn, mất ngủ, thất tình, thất bại về tài chính, tự ti mặc cảm hay quá khứ đau khổ tấn công họ. 20-40% những bà mẹ sinh con sau đó đều bị mắc bệnh trầm cảm. Hơn 70% những con người bị bệnh trong thân thể bây giờ đó là do sự lo lắng, sợ hãi, huyết áp cao, huyết áp thấp, bệnh đau dạ dày, bệnh thần kinh tỏa hay tất cả loại khớp đều bởi sự lo lắng và bất ổn trong con người. Vậy thuốc tiêm chủng ở đâu? Thuốc chữa nó ở đâu? Mà 43 năm sống trên đất này chưa hề có một ngày công bố: hỡi anh chị em, hãy đi tiêm chủng bệnh trầm cảm, hãy lấy thuốc kháng sinh để mà chống lại bệnh lo lắng. Không có. Họ sợ rất nhiều những căn bệnh dịch, nhưng có căn bệnh đó tiêu hao và giết rất nhiều những con người thì không hề được nhắc tới hoặc nhắc rất là ít. Ngày hôm nay ngồi tại đấy, hơn 100 con người ngồi, bạn buồn chán về chồng phản bội hay vợ phụ tình, kể cả những người mà ngày hôm nay bạn không có mặt trong buổi nhóm cũng dành cho bạn. Bạn có thể lo sợ vì món nợ chưa trả xong, chủ nợ đang đòi bạn với lãi suất rất là cao. Bạn buồn giận vì con hư đốn bỏ Chúa, cầu nguyện mãi, nài nỉ mãi mà nó vẫn chứng nào tật đó. Bạn sợ hãi về tương lai vô định, không biết tương lai sẽ như thế nào, giấy tờ ra làm sao,
công ăn việc làm thì không có. Bạn thất vọng với cơ thể của bạn, đau ốm mà không được chữa khỏi nhiều năm tháng qua. Bạn vô vọng với một ai đó và bạn cầu nguyện thấy không thay đổi. Sự nói xấu nói hành, sự chia rẽ. Có thể liệt kê ra danh sách. Nan đề của bạn còn dài lắm. Bạn có thể nói với tôi rằng cầu nguyện nhiều lắm rồi, mà tại sao Chúa vẫn không nhậm lời? Tôi vận nội công để sử dụng tất cả những gì thuộc về đức tin có, mà đến nay tuyên xưng ra vẫn đâu vào đó, chưa thay đổi. Lối thoát nào? Cách giải quyết ra làm sao? Thì ngày hôm nay, một tin mừng tới với bạn đang ngồi tại đây. Ngày hôm nay, Chúa đang ngồi tại đây. Ngài có mặt tại đây để nghe được sự kêu cầu thống thiết từ sâu thẳm lòng của bạn. Hãy nghe lời Chúa ngày hôm nay và hãy tiếp nhận nó, sử dụng, của đời bạn sẽ được thay đổi. Amen. Hãy cùng tôi dở Tê-sa-lô-ni-ca 1 đoạn 5. Bạn nói rằng chắc là chỉ có nước Đức mới khổ thế này thôi chứ, mình tìm cách chuồn sang Mỹ thì chắc là hết nan đề. Xin thưa, tuần trước tôi đã nói chuyện với một vài người tại bên Mỹ. Họ cũng mắc căn bệnh giống y hệt như bạn và một số người ngồi tại đây. Ở đâu cũng có những nan đề. Chúa Giêsu nói rằng nan đề hay là thiên đàng không phải ở đây hay là ở kia, mà thiên đàng nằm ngay trong lòng các người. Nếu chúng ta có Chúa ở trong trái tim của mình thì ở đâu có Ngài, ở đó có thiên đàng. Thiên đàng gọi là nước trời. Nước trời có nghĩa là ở đâu có sự hiện diện của Ngài thì ở đó là nước trời. Kinh Thánh chép như sau, Tê-sa-lô-ni-ca 1 đoạn 5 câu 16-18. Tôi xin đọc cho mọi người nghe này. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Hãy vui mừng mãi mãi. Làm sao mà vui được mục sư ơi? Nan đề đang nhiều như vậy, làm sao mà vui được? Bạn ơi, chính vì có những cái mà không thể cười được thì Chúa mới ra lệnh cho bạn hãy vui mừng. Còn nếu như tự nhiên cười thì đâu cần phải hãy. Mọi người hiểu không ạ? Nếu mà nó có sẵn cười được mà tôi tự cười thì cái đó là chuyện rất là bình thường. Trong hoàn cảnh không thể cười được mà tôi cười thì mới là cười. Còn nếu mà không cười, nếu mà cười được, cười thì không là cười. Amen. Amen. Tại sao lời Chúa nói rằng hãy vui mừng mãi mãi? Có nghĩa là một điều gì đó bạn đã có rồi. Chúa không bao giờ đưa ra một điều mà bạn không có, bắt bạn phải từ kỳ ám thị và tuyên xưng điều đó. Nếu như bạn không có sự vui mừng thì Chúa không nói với bạn rằng hãy vui mừng mãi mãi. Bạn đã có chưa hay là bạn chưa biết? Tôi xin thưa với bạn, bạn đã có niềm vui trong lòng rồi, hãy sử dụng nó thôi. Chúa ở trong bạn, bạn hãy thử một lần mà xem. Bạn sẽ thấy rằng niềm vui trào dâng trong lòng của bạn. Tôi đã kể cho mọi người nghe câu chuyện rồi. Thường tôi có cái ví tiền, và thường trong ví đó vợ tôi hay để tiền vào trong đó cho tôi. Và khi tôi đi như vậy, tôi có một lần đi từ bureau về khát nước từ hồ Grunau, và tôi dở ví ra đến cái máy bán nước, dở ví ra để bấm chai Coca-Cola uống, rút ví tiền ra, không một đồng nào trong túi. Tôi rất là bực và nghĩ rằng vợ tôi đã lấy hết tiền rồi, tại sao lại có thể ích kỷ như vậy được? Về nhà sẽ làm việc. Về nhà tôi nói với vợ tôi, tại sao tiền không có trong ví của anh? Cô nói rằng có chứ, ở trong túi áo khoác của anh, em để số tiền trong đó đó, anh có kiểm tra kỹ chưa? Tôi bảo kiểm tra xem lại xem. Phát hiện ra tiền cô để ở trong túi áo của tôi, không ở trong ví nhưng nằm ở chỗ khác. Nhưng vì tôi không kiểm tra cái chỗ đó, tôi có tiền mà phải chịu khát mấy tiếng đồng hồ. Mọi người hiểu tôi đang nói gì không ạ? Tôi rõ ràng có tiền chứ không phải không, thế mà lại chịu khổ vì khát, mà lại còn đổ oan cho người khác lấy tiền của mình. Bạn ơi, Chúa ở trong trái tim của tôi và bạn. Ngài đã có niềm vui ở trong lòng Ngài rồi. Ngài là niềm vui, Ngài là sự vui mừng của tôi và bạn. Bạn hãy quyết định vui, thử xem. Bạn nói rằng chưa bao giờ làm, tôi không có khả năng đó, xin lỗi bạn. Bạn đã có khả năng quyết định buồn mỗi buổi sáng đấy. Buổi sáng nào có những người tỉnh dậy nói ôi sao buồn thế,
Ơ sao chán thế? Tại sao bạn quyết định buồn và chán dễ thế? Còn quyết định vui thì lại khó thế. Bảo nhưng mà vui như vậy người ta bảo vô duyên. Tại sao bạn quyết định buồn mà người ta không nghĩ bạn vô duyên? Hay là tất cả đều buồn chán như bạn cho nên đó là chuyện bình thường? Thôi anh chị em, hãy thay quyết định mỗi buổi sáng. Ơ sao mà ế ẩm thế này, sao chán thế này, con lại hư. Một ngày tồi tàn, một ngày hạn. Tại sao chúng ta luôn luôn ra miệng những điều mà bất hạnh như vậy? Tại sao buổi sáng mà không tỉnh dậy nói rằng wow, một ngày tuyệt vời, quay sang mặt bên cạnh nói chào em yêu, chào anh yêu. Tại sao chúng ta không có thể thực hiện như vậy? Thử xem. Bạn vừa mở mắt ra một cái đã nói rằng chán quá, buồn quá. Bạn quay sang bên cạnh, thấy nàng, vợ bạn đang nghe răng. Thế ra khi mà lòng bạn đã buồn rồi, tôi nói thật, cái gì cũng buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Và nếu như bạn vui mừng thì cảnh vật sẽ luôn luôn vui mừng. Tại sao bạn đã thúng đụng nia, giận cá chém thớt? Chỉ vì bạn buồn chán ở trong lòng thôi. Con bạn không hề có tội, vợ bạn không hề có tội, nhưng mà bạn đánh đập họ, chửi bới nó. Bởi vì ngày hôm nay, chìa khóa đầu tiên, hãy quyết định ngay bây giờ. Tôi quyết định bất chấp hoàn cảnh đấy, bất chấp nan đề đấy, bất chấp nợ nần đấy, bất chấp bệnh tật đấy. Tôi quyết định hôm nay vui, 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 vui. Thôi đừng có buồn giàu mà làm chi, vì vui vẻ. Jehovah là sức mới chúng ta. Thôi đừng có buồn giàu mà làm chi. Amen, hãy vỗ tay cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tôi đang nói với bạn không phải lý thuyết đâu anh chị em. Nan đề của bạn có nan đề, nhưng tôi là mục sư hội thánh, có hàng chục những nan đề của người khác họ kể cho tôi nghe. Và nếu như không học cái cách thôi đừng có buồn giàu, đừng buồn giàu mà làm chi, thì chắc là 20 cái buồn đó nó tấn công đầu tôi, là tôi đã vỡ đầu từ mấy chục năm trước rồi. Thành ra hãy quyết định vui. Amen, hallelujah. Amen. Bạn đã bao giờ chơi trò chơi lấy cái bình Coca-Cola mà bên trong không có nước, ném xuống dưới hồ nước và bạn tìm cách tát vào nước vào cái bình đó, nó có thể lắc bên này lắc bên kia dìm nó xuống, nhưng thả nó ra cái bình Coca-Cola vẫn nổi lên trên mặt nước. Khi dìm nó xuống sâu bao nhiêu, thả nó ra, nó sẽ phóng lên cao như tên lửa vậy. Hãy học làm cho lòng của bạn vui mừng nhiều hơn. Nan đề không dập được bạn đâu, nó càng dúi bạn xuống dưới sâu, thì sắp tới bạn sẽ dâng trào phun mạnh hơn. Amen. Có một người mục sư bị người ta nói xấu nhiều lắm. Và mấy người cùng làm việc nói rằng: ôi mục sư ơi, bây giờ người ta nói xấu mục sư như vậy thì làm sao mục sư? Mình cần phải đối lại chứ. Ông nói một câu rất là hay. Ông nói rằng: các bạn à, vườn nhà các bạn nếu người ta ném phân vào, hãy giữ phân đó, mùa sau cải mọc tốt hơn. Amen. Amen. Nếu cần mùa sau cắt cải đến tặng họ nấu canh. Họ hỏi làm sao có cải tốt như vậy, thì hãy nói rằng cái mà các ông vứt năm ngoái đấy. Amen. Amen. Là thành ra mỗi một lần người ta nói như vậy, hãy cảm ơn, hãy suy xét những lời như vậy, và đừng tiếp nhận câu kết luận của họ. Amen. Họ nói những sự kiện đó tiếp nhận xem đúng sai, còn kết luận của họ, họ nói rằng đạt bẩn như lợn, hãy nghe câu bẩn để xem có thực sự bẩn hay không, còn cái từ như lợn đó, đừng tiếp nhận. Cái việc như lợn đó là việc của họ. Còn bẩn tôi thử xem, nếu thực sự bẩn tôi tắm rửa, còn nếu không bẩn thì cảm ơn, ít ra là anh cảnh cáo tôi 8 năm tới cẩn thận bẩn. Có gì đâu mà phải buồn. Amen. Amen anh chị em. Hãy nói với lân cận rằng vui mừng mãi mãi. Bạn nói rằng: nhưng mục sư ơi, tôi cảm thấy khó lắm mục sư. Thì câu thứ hai, nếu khó hãy cầu nguyện không thôi. Bạn khó hay cầu nguyện? Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là nối mạch điện của bạn với Đức Chúa Trời để nạp điện. Khi bạn nối mạch vào, anh chị em đã bao giờ mà cạo râu mà hết pin chưa? Là cạo râu mà hết pin, nó dứt râu thì bạn khổ hơn là không cạo. Cái loại cái bàn cạo đó hết pin, bạn phải sạc pin vào, chứ vào nó dứt nổ râu chứ không phải là cạo râu. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, hãy sạc pin, đó là sự cầu nguyện không thôi. Nếu các chị nào đang ngồi nghe đi hát mà cái đài của bạn hết pin á, đang nói hallelujah, hãy sạc pin vào. Amen. Khi bạn cầu nguyện không thôi, bạn sẽ vui mừng mãi mãi. Câu số 18 quan trọng lắm anh chị em. Đây là câu cốt lõi của bài giảng ngày hôm nay. Phàm việc gì, hãy nhắc lại cùng tôi, phàm việc gì,
Ồ, khó lắm. Phạm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Dịch ra đúng nghĩa là phạm trong hoàn cảnh nào, tôi và bạn cũng cần phải cảm tạ Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Tôi khó chấp nhận. Tại sao ý muốn của Chúa lại bảo tôi phải cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, kể cả điều ác đối với tôi sao? Kể cả người ta ném phân vào mặt tôi cũng cần phải cảm tạ Chúa sao? Chúa nói là đúng như vậy đấy. Kể cả họ tát má phải tôi có phải cảm ơn sao? Đúng như vậy đó. Tôi khó hiểu quá. Tôi nghe những điều như vậy 23 năm trước, quyển kinh thánh đó lao xuống gầm giường, nằm ở đó 1 năm rưỡi. Tôi nói không thèm đọc quyển này. Chết lý sống của tôi kiểu khác. Chúa nói phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì đó là ý muốn của Ngài. Làm sao mà hiểu nổi? Để hiểu rõ hơn, hãy cùng tôi giờ Roma đoạn 8 câu 28. Hallelujah. Lý thuyết thì dễ lắm, nhưng trong thực tế thì mới dạy được bạn nó là hoàn toàn đúng. Câu 28 Roma. Và chúng ta biết rằng mọi sự, cái này là mọi việc đấy, giống như câu kinh thánh vừa rồi bạn được đọc đấy, phàm trong mọi việc, cái này là mọi sự. Thấy không? Mọi việc, trong mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ở đây có một chủ ngữ dường như là đã bị khuất. Chủ ngữ đó là Đức Chúa Trời. Không phải tự nhiên mọi sự hiệp lại đâu, mà khi thánh chép rằng và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên điều ác xảy ra đối với tôi, nếu như tôi biết có Ngài ở cùng tôi và Ngài quản trị, Ngài biết được hoàn cảnh của tôi bây giờ, tôi có thể vui mừng nói rằng Cha ơi, con cảm ơn Ngài, vì con biết rằng Ngài nhìn thấy. Ngài nhìn thấy như vậy có nghĩa là Ngài cho phép nó xảy ra chỉ để tốt cho con sau này mà thôi. Chúa ơi, ngày mai ngày kia như thế nào con không rõ, nhưng ngày hôm nay trong nan đề này con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa, con sẽ nhìn thấy bài học sau này. Bạn ơi, kẻ đang nói cho bạn, kẻ đang đứng trước mặt bạn đây, đang là nhân chứng sống cho 21 năm đi theo Ngài, để khẳng định cho bạn biết rằng nếu như Chúa đã có chương trình tốt cho bạn thì kể cả thất bại của bạn, Ngài không lãng phí đâu. Ngài sử dụng cả những thất bại của bạn để thay đổi tính cách của bạn tốt hơn. Mất 1 vài nghìn để dạy bạn học cách đừng mất 1 triệu đô la sau này. Một sự thất bại để giúp cho bạn nhận ra bạn yếu ở chỗ nào, để bạn được hoàn thiện hơn. Có người cha nào sống với con 18 năm trong nhà lại không một lần chỉ dạy, mắng mỏ hoặc nghiêm khắc với con sao? Cái nghiêm khắc đó là chỉ nói với con rằng ba không muốn đời con thất bại như ba. Chúng ta có một đấng hoàn thiện, hãy nhìn vào đây. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vậy cho nên tôi có thể cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh được. Cảm tạ có nghĩa là gì? Cảm tạ có nghĩa là ca tụng ai đó. Tôi cảm tạ anh A, có nghĩa là tôi đang ca tụng anh A, đề cao họ, làm cho họ được vẻ vang, công bố việc làm của họ và tung hô người đó. Cái đó là từ điển dịch thế nào là sự ca ngợi và cảm tạ. Mọi người hiểu không ạ? Ca ngợi Chúa trong một hoàn cảnh có nghĩa là công nhận nó là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Ngài đang quản trị và Ngài có trách nhiệm trong việc này. Mọi người hiểu không? Thật ra khi có nan đề xảy ra, bạn cần phải học điều gì ở trong đó. Và nếu như cái gì bạn cần phải giải quyết, hãy giải quyết bởi sức của bạn. Còn những cái gì mà ngoài sức của bạn thì chỉ đơn giản ngước mắt lên trên cao và nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân của con ơi, con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài vì điều đã xảy ra. Con đã học được những bài học đó, nhưng kết quả của nó đó là do Ngài. Chúa ơi, con không biết ngày mai sẽ ra sao, nó sẽ ra làm sao, thì đó là việc của Ngài. Còn con chỉ biết cần phải làm đó là tạ ơn Ngài trong mọi sự. Bạn ơi, tôi quả quyết đối với bạn, lời hứa của Ngài luôn thành hiện thực. Tôi và vợ tôi, hai đứa con có mặt tại đây. Vợ tôi sau 7 năm sống tại Nga,
có thể làm chứng cho bạn biết rằng hàng trăm lần chúng tôi ngước mắt lên trời và nói cảm tạ Chúa. Có những lần đầu tiên vợ tôi bực lắm, em không thể chấp nhận được tại sao lại như vậy. Tôi nói rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tiếng Nga nói Subujeskaraso. Vợ tôi nói rằng anh chỉ được cái thụ động, cứ nói như vậy cho nó qua chuyện. Bảo xin lỗi, hãy nhìn vào hoàn cảnh mà biết được câu nói của anh hoàn toàn chính xác. Mọi sự all is good. Amen. Amen. Hallelujah. Không phải bởi tôi có tài năng, không phải bởi bạn có tài năng, mà bởi vì chúng ta trông cậy vào Ngài. Và kẻ nào trông cậy vào Ngài, kẻ nào tin cậy vào Đức Giê-hô-va không bao giờ hổ thẹn đâu. Amen. Hallelujah. Tí nữa cuối buổi, cuối bài giảng tôi sẽ kể những câu chuyện trên thực tế cho bạn nghe. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài đã định. Nền tảng của sự cảm tạ Chúa, nền tảng của sự ca ngợi Chúa là chấp nhận hoàn toàn hoàn cảnh một cách vui vẻ, nhận biết nó nằm trong chương trình ý định tuyệt vời của Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Amen. Tôi ca ngợi và cảm tạ Chúa mặc dù hoàn cảnh hiện tại đang trớ trêu. Và sự cảm tạ tôn vinh Chúa không phải là cái mặc cả với Ngài. Bạn không thể nói cho Chúa ơi, ok năn đầy như vậy nhá, bây giờ con cứ cảm tạ Chúa, đó là cái giá trả, còn đằng kia Chúa sẽ làm việc cho con. Xin lỗi, đó không phải là sự mặc cả với Ngài. Cảm tạ không phải mặc cả. Trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Hãy có Ngài, có Ngài. Đừng lợi dụng Ngài, đừng lợi dụng Ngài. Bạn đừng nói rằng Chúa ơi con sẽ cảm tạ Ngài một tuần. Nhớ nhá, một tuần là phải xong việc này nhá. Cảm tạ Chúa một tháng liên tục nhá. Nhớ sau một tháng nữa là nợ phải trả xong nhá. Xin lỗi bạn, Ngài không phải là ô xin của bạn, Ngài cũng không phải là tên đầy tớ của bạn, và Ngài cũng chả phải là tên đòi nợ thuê cho bạn đâu. Ngài là Chúa. Ngài muốn nhìn tấm lòng cảm tạ hơn là hình thức cảm tạ của bạn. Đừng đút lót. Những người vợ hiểu được câu nói này rồi đấy. Có nhiều những ông chồng khen vợ vài ba câu, đầu tiên cô thấy hay lắm, nhưng sau này cô biết rằng à, đằng sau mấy lời khen này ông thích cái gì đây. Nói như vậy các ông chồng hiểu rồi. Và cuối cùng người vợ biết rằng đang lợi dụng. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Mấy câu nói đánh giá đó chỉ để làm xong việc kia thôi. Và xong việc đó rồi ngủ ngay lập tức. Và cái đó là cái đừng xử sự như vậy với Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Hãy quay sang lân cận nói rằng đừng xử sự như vậy với Đức Chúa Trời. Thi Thiên 37 câu 4. Hình như căn phòng này không có đồng hồ đúng không? Thi Thiên 37 câu 4. Thi Thiên 37 câu 4. Tôi ước ao anh chị em hãy về nghe lại bài giảng. Nghe lại, nghe cùng với chồng, nghe cùng với vợ của mình. Nghe đi nghe lại và hãy thực hiện trên điều mà bạn được nghe ngày hôm nay. Thi Thiên 37 câu số 4. Cũng hãy khoái lạc lời Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ước ao. Thấy có hai vế không anh chị em? Hãy khoái lạc lời Đức Giê-hô-va. Sự cảm tạ không phải bắt buộc. Nếu như bạn khi cảm tạ Chúa mà phải bắt buộc, có nghĩa là bạn đang mặc cả với Chúa đấy. Cảm tạ Chúa là hành động đức tin. Bạn tin rằng Ngài quản trị hoàn cảnh này. Bạn tin rằng điều tốt đẹp đang đợi bạn ở phía sau. Mặc dù hiện tại chưa thay đổi, nhưng tôi đã nhìn thấy kết quả tốt của ngày mai rồi. Mọi người hiểu không? Có một người gửi một bưu phẩm trên đường tới với tôi, gửi tôi cái check, đã nói rằng quà đã gửi. Bạn ơi, bạn đừng đợi cho tới khi nhận quà xong mới cảm ơn. Hãy cảm tạ, hãy cảm ơn quà đang trên đường tới. Bạn cảm tạ Chúa không phải là đợi nhận mới cảm ơn. Hãy cảm ơn ngay những lời hứa của Ngài. Ngài nói rằng mọi sự ta khiến cho hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến ta. Ngươi cần phải yêu ta. Điều kiện ngươi cần phải yêu ta. Điều kiện ngươi cần phải yêu ta. Điều kiện đủ là ngươi hãy cảm ơn, tôn vinh, ca ngợi thì điều đó sẽ thành. Nhìn đây, hãy khoái lạc sự cảm tạ và tôn vinh, trong đó có niềm vui, sự khoái lạc. Và như vậy cái người kia cũng sẽ vui lòng làm cho bạn được khoái lạc hơn. Amen.
hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ước ao. Cảm ơn Chúa. Tôi đang có một gia đình rất là hạnh phúc. Tôi đang có một người vợ rất đáng yêu. Và tôi hạnh phúc với cái hôn nhân mà tôi đang có. Và khi tôi chuẩn bị cái bài giảng này, tôi bỗng nhiên nhớ lại lịch sử của hôn nhân chúng tôi. Mà trước đó không quá một năm, có một sự kiện xảy ra mà nó rất giúp ích cho bài giảng ngày hôm nay của bạn và của tôi. Tôi được một cô gái và tôi cũng yêu cô gái đó. Cô đó tên Aksana, sinh viên trường luật. Và tôi là mục sư hội thánh, thành ra tôi quyết định yêu là lấy đấy, chứ không phải là lơ tơ mơ là tờ mờ, long nhong chỗ này chỗ kia, đi tả lưa rồi tán tỉnh ăn kem chụp ảnh, không có. Tôi không muốn mất thời gian vào những chuyện như vậy. Bây giờ chúng ta sống chân thật, và đằng nào cũng cưới nhau thì sớm muộn gì lộ hết cái xấu. Thành ra là đưa thẳng vấn đề, yêu là cưới đấy. Và khi chúng tôi nói chuyện như vậy, và cả hai chúng tôi cùng cầu nguyện xin Chúa cho thành, nhưng câu chuyện tình đã đến hồi kết thúc. Có nhiều khi cũng buồn, thấy cũng chán. Bạn ơi, đến bây giờ khi sống trong hôn nhân này, tôi mới hiểu tại sao cái đó nó tan vỡ. Lúc ở trong cuộc vào tháng 1 năm 1999 đó, thì một trái tim tan tành. Mọi người nghe cái bài thơ đó chưa? Hai con rắn cánh cắn nhau, hai cái câu đổ ùm, một trái tim tan tành. Hãy cảm ơn Chúa vì mọi sự xảy ra với bạn giờ phút này. Bạn không nhìn thấy ngày mai, nhưng nếu bạn có Chúa, người ngoài không có Chúa, họ sẽ rất là thất vọng, vì họ không biết tương lai cụ thể ra làm sao. Nhưng vì bạn và tôi có Đức Chúa Trời sống, thành ra mọi sự xảy ra với bạn bây giờ, hãy cảm ơn Chúa vì Ngài sẽ biến nó thành điều có lợi cho bạn trong tính cách và trong cả vật chất của bạn trong tương lai nữa. Amen. Vì Ngài sẽ làm cho bạn điều lòng mình ước ao. Nhưng trước khi bạn nhận được điều lòng mình ước ao, thì Ngài cần phải thay đổi bạn trước đã, để bạn giữ được cái mà bạn nhận được sau này. Có nhiều kẻ nhận được điều mình ước ao, mà sau đó điều ước ao đó chưa quá nửa năm đã cất cánh bay đi, không giữ nổi. Bạn bên trong con người quan trọng. Hoa có thể lôi kéo ong bướm tới, nhưng nếu bên trong không có nhụy thơm và mật, thì ong bướm sẽ bay ra khỏi, vì nó phát hiện ra đó là hoa giấy. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, Chúa đang muốn thay đổi chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hay là nghe tôi nói tiếp một điều nữa này. Bạn như thế nào thì thế giới của bạn xung quanh tạo ra cũng giống như vậy. Bạn thử xem căn nhà của bạn ở mà xem. Nhìn vào nhà của bạn biết ngay bạn là ai. Nếu nhà của bạn bừa bộn thì thế giới bên trong của bạn là người bừa bộn. Nếu bạn là người bẩn thỉu thì nhìn ngay thế giới xung quanh bẩn thỉu. Bạn là người tham ăn, nhìn ngay cái đi ăn trên bàn ăn biết ngay thế giới của bạn ăn kiểu gì. Bạn ra sao tạo ra thế giới xung quanh như vậy? Hay là nghe tiếp này. Cái thế giới xung quanh của bạn như thế nào thì nó hút những người và sự vật thích cái môi trường đó tới với bạn. Thế ra thường những kẻ bừa bộn lại khoái gặp những kẻ bừa bộn. Thường những kẻ ham ăn lại khoái những kẻ ham ăn. Thường kẻ cấp hay gặp bà già gặp nhau. Thường những tư tưởng lớn hút nhau giống như vậy. Bởi vậy cho nên hỡi những cô gái ngồi tại đây, nếu bạn muốn người chồng của bạn trung thủy, thì đừng đi chơi với anh ta với cái váy quá cọc và cái áo quá ngắn để hở cả hai cái quả đồi của bạn ra. Đây làm gì? Tại sao mà sau đó người ta không đi ngoại tình? Bởi vì bạn đã khiêu khích cái đối tượng đó đến với bạn. Nếu bạn muốn cho người chồng của bạn không phải là người mà lăng loài, đừng có trao địa chỉ điện thoại của bạn cho những kẻ ở trong sàn nhảy disco. Mọi người hiểu không ạ? Hãy xem lại. Tôi nhớ ngày xưa ở trường mỏ không có hố xí tự tiêu như bây giờ, nói có là công cộng. Và ngồi nơi đó mà trời mùa hè nó ngồi vào là phải tắm 10 lần không hết cái mùi. Nó dính ở cơ thể, dính ở mồ hôi. Không biết là nó đi theo ngồi lâu, nó ngấm vào đường mồ hôi, nó chui bên trong này. Thấy nó tắm rồi vẫn thôi. Thành ra bọn trẻ con chúng tôi hay ra ngoài ruộng. Và chỉ cần 5 phút ngồi xong rồi là thấy máy bay trực thăng vù vù vù, Lý Thông bay tới vù 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 vù.
Mọi người biết là bỏ hung đấy là Lý Thông. Vì sao? Bởi vì những đứa trẻ ở trong nhóm của tôi đã tạo ra một thế giới, cái mùi mà anh chàng Lý Thông khoái. Mọi người hiểu không? Ong bướm không bay tới cái chỗ đó, nhưng nó bay tới cái hũ mật mà đó có mùi mật. Bởi vậy cho nên Chúa, Ngài muốn bạn giàu lắm, cho nên trước khi muốn giàu, Ngài muốn bạn trở thành người giàu. Bạn phải là người giàu để tạo ra một bầu không khí giàu xung quanh bạn. Và khi không khí giàu xung quanh bạn đã có rồi, tự khắc nó hút cơ hội, nó hút những người bạn hữu, nó hút tiền bạc tới với bạn. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Thế cho đừng khinh thường những buổi nhóm của bạn đến đây. Đừng khinh thường những buổi nhóm tế bào. Đừng khinh thường khi bạn đọc kinh thánh. Đừng khinh thường khi bạn cầu nguyện với Ngài. Chúa đang chuẩn bị bạn cho những điều mà bạn ước ao đó anh chị em. Mà đôi khi chúng ta lại thích mì ăn liền, cà phê uống liền, cưới liền. Thành ra làm sao mà giàu nổi. Có giàu rồi nó cũng đi liền. Mọi người hiểu không? Triệu phú đến liền và triệu đồng cũng đi liền. Hãy quay sang người lân cận nói rằng cái gì chậm luôn luôn chắc. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Hãy xin Chúa cho mình khi cảm tạ. Hãy khoái lạc. Hãy vui mừng. Có nhiều khi bạn mới đầu mở miệng ra cầu nguyện cho chồng của bạn luôn luôn chè rượu chè cờ vào. Ôi Chúa ơi con cả không nói ra được đó. Vì nói cái tên tôi là thấy tức rồi. Hãy trong danh Jesus Christ, hãy nói ra miệng mà xem. Hãy nói ra miệng mà xem. Bạn cảm tạ Chúa như vậy, giống như bạn nói rằng Chúa ơi, con trao trách nhiệm này cho Ngài đấy. Con đã làm hết nước hết cái rồi mà điều đó chưa thành. Bây giờ Chúa, con cảm ơn Ngài vì có anh ấy. Nghe anh ấy sao mà nó chua chát thế. Ơi Chúa ơi, một người chồng tuyệt vời. Hãy nói ra miệng của bạn, bạn sẽ nhìn thấy sự thay đổi. Amen. Đừng có nói tuyệt tự mà hãy nói tuyệt vời. Rồi bạn sẽ nhìn thấy niềm vui tới khi bạn cảm ơn Chúa. Công vụ đoạn 16, một câu chuyện bi đát hơn bạn nhiều. Công vụ đoạn 16, câu 25-26. Đây là một câu chuyện nói về Phao-lô và Si-la. Sau khi được Chúa phán hãy tới vùng đất đó giảng, và họ rất vui mừng tới giảng ở vùng đất đó. Phép lạ dấu kỳ xảy ra để ấn chứng rằng điều mà Chúa phán là đúng. Nhưng sau đó có một câu chuyện xảy ra, họ bị bắt đánh đập. Trong lúc bị giam trong ngục thì Kinh Thánh chép rằng lối 12 giờ đêm, nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Hãy nhắc lại cùng tôi từ hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Ôi, hay quá. Hai ông không ngồi ở trong xà lim bị cùm chân cùm tay trong ngục kín và nói rằng Si-la hết đời mình rồi. Tại sao Chúa phán với mình đến đây mà lại bị chui vào trong tù nhỉ? Chúa phán với chúng ta đi khắp thế gian, bây giờ đi vào trong tù à? Đời mình đến đây là hết à? Chán quá. Si-la rằng ôi thân thể tôi đau đớn quá rồi. Không, họ không than vãn, bởi vì họ biết được rằng có một điều gì đó tuyệt vời hơn đang đợi họ đằng sau cái ngục tù này. Họ biết được rằng có một đấng đã kêu gọi họ, và đấng đó sẽ khiến mọi sự hiệp lại có ích cho công việc mà Chúa kêu gọi họ. Thật ra ngục tù này nó chỉ là tạm thời thôi. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra đằng sau nó, cho nên họ cầu nguyện và từ đương nhé, chứ không phải là đã. Không phải họ hát vài ba câu họ nằm họ ngủ, mà họ tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục hát trong niềm vui, trong sự phấn khởi. Họ hát ca ngợi Đức Chúa Trời và hát to đến mức độ tù phạm đều nghe. Thì linh có nơi có tiếng động đất lớn đến nỗi nền ngục rúng động, cùng một lúc các cửa mở ra và xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Anh chị em thấy không? Nếu như họ không cầu nguyện và hát ca ngợi Chúa và cảm tạ thì thế giới gần 3 tỷ người tin Chúa đã không có câu chuyện này. Tôi và bạn đã không có kinh nghiệm này. Họ nói rằng phàm trong mọi sự hãy tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Ngài cho anh em là như vậy đó. Tôi không biết họ làm gì, nhưng họ nói Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vì Ngài đưa chúng con đến đây. Con cảm ơn Chúa vì Ngài kêu gọi cho chúng con tới vùng đất châu Âu để truyền giảng. Con cảm ơn Chúa vì phép lạ xảy ra vừa rồi. Và con cảm ơn Chúa vì những cú đấm vừa rồi hơi bị đau, nhưng mà con cảm tạ Chúa. Con cảm ơn Chúa, không biết điều gì xảy ra sau cái ngục tù này.
tòa án sẽ kết án bao nhiêu năm con không biết, nhưng con biết rằng Ngài ở cùng con vui mừng ở trong Ngài, chết không có điều gì đáng sợ, con được về cùng Ngài, nhưng con tiếp tục ở đây vì chương trình của Ngài chưa xong. Điều gì tốt nhất Ngài đang dành cho con? Họ cảm tạ Chúa như vậy, và Chúa nói rằng Amen, ta nhìn thấy tấm lòng và đức tin của ngươi. Chúa dậm chân trong khi họ hát ca ngợi Chúa, Hallelujah. Và mỗi lần họ hát như vậy trên thiên đàng, Chúa cũng dậm chân cùng với họ, cũng dậm chân như vậy, lớn dần khi họ hát nhảy múa lớn dần lên, và bắt đầu đất rúng động khi mà Ngài dậm chân, thì đất nào mà chịu nói. Amen, Amen, Hallelujah. Và cảm ơn Chúa, ngục đã bị vỡ. Và câu chuyện kể lại, ông giám ngục là người trưởng tù đã tin Chúa Giêsu, và lịch sử câu chuyện cho rằng ông ta đã trở thành một người chủ chốt trong hội thánh tại thành phố đó sau này. Amen. Nếu như chỉ để cho một hội thánh được thành lập sau này và một cái tù bị phá vỡ, thì bạn có sẵn sàng vào tù không? Đâu có gì đâu, sớm muộn gì cũng ra. Họ đang tập luyện đấm bốc cho mình một chút thôi, chịu đựng một chút, sau đó ra. Amen, amen anh chị em. Hãy quay sang người đó nói rằng hãy học tập Phao-lô và Si-la. Nối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những kẻ tù phạm đều nghe. Thình lình có động đất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động cùng một lúc, các cửa mở ra, riêng tù phạm thảy đều tháo cả. Và câu chuyện tiếp theo về nhà đọc tiếp, phép lạ của Chúa đã xảy ra. Hallelujah. Hãy vỗ tay cảm tạ Ngài. Và bây giờ quay trở lại với bạn. Bạn ngồi ở đây nói rằng tôi đang buồn chán vì chồng phản bội, tôi đang buồn chán vì vợ phụ tình, tôi đang lo sợ vì món nợ chưa trả, bệnh tật, con cái hư hỏng, thất vọng vì thân thể đau đớn, công ăn việc làm không có, tương lai vô định. Thì hãy lắng nghe một câu chuyện tôi kể cho bạn nghe. Vào năm 1997, tôi có dịp xuống Ukraine. Hội thánh mà tôi làm mục sư ở dưới đó, từ Moscow xuống Ukraine, Krivodok. Và thường có vợ tôi biết, khi kết thúc buổi nhóm là cái bureau mà tôi ngồi đó, là người ta xếp hàng đợi vào để tư vấn và cầu nguyện. Tôi ngồi tiếp xúc từng người một. Và đến một bà bước vào. Bà này, bà giống Việt Nam lắm. Bà bước vào một cái là nói liên hồi, nói băm băm giống như Tiểu Liên vậy. Và sứ điệp của bà mà tôi nắm được, bà nói nhiều lắm nhưng tôi nắm được cái nội dung câu chuyện là tôi chán lắm rồi, cho nó xuống địa ngục. Tôi đâu biết con bà là ai, nó là ai đâu. Bà cứ nói cho nó xuống địa ngục 2 năm rồi. Tôi bảo có chuyện gì, bà nói bình tĩnh cho tôi nghe. Bà mới bình tĩnh kể lại rằng có thằng con nghiện xì ke ma túy, nó có tài mở khóa các ổ, thành ra cứ khi họ không có nhà là nó về ăn cắp đồ đi bán, có cái gì bán được giá là nó bán để lấy tiền. Cầu nguyện bao nhiêu năm rồi, 2 năm rồi cầu nguyện cho nó, mà nó vẫn chứng nào tật đấy, mà còn lại tệ hơn nữa cơ. Thành ra lần này bà muốn gặp tôi để công bố rằng cho nó xuống địa ngục. Con thì con, thì cho nó xuống địa ngục, mệt lắm rồi, hốt láo linh tinh. Và khi nghe bà nói, tôi cầu nguyện và xin Chúa dẫn dắt. Và sau đó tôi nói rằng bà ơi, bà có muốn cuộc sống của bà được vui vẻ không? Bà nói muốn chứ. Bà muốn cuộc đời của bà, gia đình bà thay đổi không? Muốn chứ. Bây giờ bà về cầu nguyện thay đổi đi, đừng cầu nguyện vô vọng như 2 năm vừa rồi nữa, Chúa không nhầm đâu. Mà tôi giở kinh thánh này và nói rằng hãy vui mừng, hãy cầu nguyện, phải cảm tạ Chúa. Bà nói rằng tôi không hiểu, mục sư nói cụ thể hơn đi. Tôi nói rằng bây giờ bà về nhà cầu nguyện như sau: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì thằng con tuyệt vời. Bà nói làm sao nữa, mục sư không biết, tôi khổ nó lắm rồi. Tôi nói rằng bà ơi, nó rất là tuyệt vời, chính bà làm hư nó, bà làm hỏng nó vì chiều nó quá. Thành ra bây giờ hãy trao cho Ngài trách nhiệm, hãy nói với Ngài bởi đức tin, hãy nói rằng Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì thằng con tuyệt vời của con. Con cảm ơn Chúa vì nó trích thuốc phiện ma túy 2 năm vừa qua. Con cảm ơn Chúa vì con đã cố gắng hết sức của mình mà không làm gì được. Và con cũng cảm ơn Chúa vì con đầu hàng, cho nên con sẽ nhìn thấy sự giải quyết của Ngài trên con của con. Và khi nó được thay đổi, con biết rõ đó là Ngài, không phải bởi công của con. Cho nên ngày hôm nay con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì thằng con của con. Con cảm ơn Chúa vì nó đến nhà thờ. Con cảm ơn Chúa vì nó tin Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa vì nó hầu việc Ngài. Bà nghe chăm chú, tôi cầu nguyện cho bà và chia tay. 2 ngày sau có buổi nhóm, 3 ngày sau vào ngày thứ tư
có buổi nhóm, tôi đến nhóm xong giảng, kết thúc buổi nhóm xong đi ra ngoài sân đang nói chuyện một số người, cũng bà già đó chạy ra, bà lắm mồm lắm, từ xa không cần biết tôi đang nói chuyện với ai, mục sư ơi, tôi giật mình quay ra hỏi có chuyện gì, phép lạ, phép lạ. Và tất nhiên nhìn bà đã biết cần phải nghe bà hơn, vì lúc này là không hề bực bà nữa vì bà vui lắm. Tôi bảo có chuyện gì, dừng lại, có chuyện gì, bà nói rằng mục sư ơi, phép lạ, mục sư ạ, bảo có chuyện gì kể đi. Tôi về làm như mục sư khuyên, bởi lời Chúa dạy. Tối ngày hôm đó, sáng sau, có tiếng gõ cửa, mặc dù nó biết cách mở khóa, nhưng nó gõ cửa và bấm chuông. Tôi đứng dậy mở cửa, thằng con đó, bố láo bố lêu đó, nó đứng ngoài cửa, trông thất thểu, trông bệ rạc, nó nói rằng mẹ ơi, con muốn về nói với mẹ rằng xin lỗi mẹ những năm tháng qua. Tối hôm qua con không ngủ được, mẹ ơi hãy tha thứ cho con, bây giờ mẹ muốn đưa con đi đâu thì mẹ đưa. Và bà nói rằng, nó bây giờ đang ở trong nhà thờ đấy, mục sư. Anh chị em thấy không? Chỉ có một buổi tối, sau đó 2 ngày, 3 ngày mà kết quả đã xảy ra hơn 2 năm cầu nguyện, than vãn của người đàn bà đó. Hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi, phàm trong mọi sự, hãy tạ ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì đó là ý muốn của Ngài, đó là ý muốn của Ngài, không phải ý muốn của bạn, không phải ai ép bạn, mà đó là ý muốn của Ngài. Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài ban cho ngươi lòng người ước ao. 8 năm chờ đợi người vợ tuyệt vời, đến năm 2000 cưới được nàng. Tôi nhớ cái ngày hân hoan sống với nhau ở bên Đức để 4 tháng, gần 1 tháng trăng mật. Chúng tôi sống với nhau rất là hạnh phúc. Sau đó tôi đưa nàng về dinh. Dinh của tôi chưa sắm vì chưa có phòng ở. Chúng tôi đi tìm kiếm phòng xong và bắt đầu cuộc sống. Thật là lãng mạn, không có túp lều tranh, mà chỉ có 2 trái tim vàng. Sống trong hoàn cảnh không đồ ăn. Và chúng tôi tiếp tục hầu với Chúa tại đó. Vì tôi biết rằng, em ạ, Chúa kêu gọi mình tại Nga. Kể cả đại sứ quan của Đức tại Nga không tin anh cưới em, sau đó anh quay trở lại Nga, nhưng nó là sự thật. Tôi sống tại Nga đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi hoạn nạn đã tới. Vợ tôi mỗi một lần đi ra đường buổi sáng phải ngồi cả tiếng đồng hồ trước gương, bởi vì tóc cưa cả nắm này, vứt vì nó rụng, nước bẩn quá không hợp. Và mỗi lần thấy ngồi, thấy nàng ngồi, lấy tóc bên này vắt sang bên kia, lấy tóc bên này vắt sang bên kia để che cái sân bay Nội Bài ở giữa đỉnh đầu này. Cái đó cái mốt là Robin Hood lấy của người giàu chia cho người nghèo để che cái khoảng hói ở trên đầu này. Tôi nhìn vợ rất là thương nhưng không biết làm sao, bởi cái nước đó là nước của thành phố mà, nó bẩn như vậy thì làm sao mà chịu nói. Tôi cũng bị rụng cả, nhưng mà phụ nữ họ bị rụng. Rồi buổi sáng tôi phải đi dịch trường Thánh Kinh, 7:30 đã phải dậy rồi, mà trời tuyết rơi, tuyết âm lạnh như vậy, mà tiền không có, mà Thủy Tiên bên này đâu có lạnh đâu, thành ra cái giày của bên này đó, mùa đông bên này bên kia là giày mùa thu, mà tiền bỏ ra bên kia là cỡ khoảng 150 đến 200 một cái đôi giày mùa đông, thành ra thôi cứ cố chịu đi em ạ, cố chịu đi một thời gian nữa, anh sẽ cầu nguyện cho Chúa sưởi ấm đôi chân. Rồi bỗng nhiên đến một nhóm tế bào, có một người chị em họ bán hàng ở chợ Vòm, mà thường người bán hàng ở chợ Vòm đứng dưới trời tuyết như vậy thì giày đông của họ luôn luôn to hơn 2 cỡ chân, để trong đó họ đi khăn mặt họ quấn vào, rồi túi ni lông họ quấn vào, và họ quấn vào mấy tầng lớp như vậy là nó vừa cái đôi giày. Mà chân của cái bà đó là bà chân 38, giày 40, và chị bây giờ chị không bán hàng chợ Vòm nữa, chị thừa đôi giày. Mà thấy chúng tôi tâm sự nói rằng là cầu nguyện cho Thủy Tiên có đôi giày, chị nói rằng tôi có đôi giày thừa. Mà người Việt Nam, bản thân tôi sang Nga, tôi đâu biết cỡ mình bao nhiêu đâu, cỡ áo bao nhiêu đâu, giày cỡ bao nhiêu, ở nhà đâu có cỡ, cứ áo là mặc thôi. Tôi thấy ra toàn mặc áo của bố, quần đùi của bố thôi, cứ bố thải ra là mình mặc, thế đâu biết cỡ. Tôi không hiểu là anh chị em như nào, nhưng mà bản thân tôi như vậy đấy. Thậm chí thằng bạn tôi đó, tôi còn đi ra cửa hàng mua một cái áo mà vừa người nó là khó kiếm, khó lắm đấy. Nó đi đến giờ, nhưng mà đi học cả 2 tháng trời, đến gặp tôi khoe, nhiều đứa nhìn tao rất là lạ, 250 chiếc áo này đấy. Tôi bảo đâu xem là cái gì, bảo là áo nữ, cái áo này là áo nữ, áo nam khuy bên này xem mày, mày cài bên này xem mày là áo nữ. Cậu mới xấu hổ, 2 tháng trời đi học mà nó toàn nhìn tao. Nó mới nói rằng là kiếm mãi được cái áo vừa số là mặc vừa, nói ra là nữ thì mới vừa nhá. Nó là như vậy. Và tôi thì cũng thôi vác giày về cho vợ, đi đôi giày, chân của cô ấy cỡ 35, đi đôi giày cỡ 40.
Và cái hôm đó chạy để kịp kịp tram, cho nó kịp giờ dịch trực thanh kinh lúc 7:30-8 giờ. Tôi chạy trước vì tôi quen rồi, được huấn luyện bao nhiêu chục năm tại Nga rồi, chạy nhanh. Còn nào cứ mà tôi đâu có biết đôi giày đấy. Tôi có bảo chạy nhanh, vừa cầm tay vừa chạy cho kịp. Và vợ tôi giống như kiểu Buratino, đi đôi giày hài, đi như vậy. Và trong một lúc sơ ý, cô bị trượt chân. Cái giày to quá trượt chân, nó bị gập cái xương ở cái bàn chân này, bị bong gân. Mất cái buổi dịch trực thanh kinh, đưa vợ đi về nhà băng bó. Mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Toilet nhà tôi không phải ở trong nhà, vì nó cả một cái dãy dài như vậy, toilet ở hai đầu. Mà nhà tôi lại thuê ở giữa tầng. Thế ra mỗi lần đi như vậy cỡ khoảng độ gần 20 mét ra đến toilet. Thế ra là phải cõng vợ đi toilet. Tôi bảo đời tôi thế này sao mà được khổ thế này. Tôi bảo Chúa ơi, đưa vợ sang đây là đúng ý muốn của Ngài. Mà sao tóc thì rụng, chân thì què. Sáng nay con phải đi dịch trường thánh kinh mà tối cứ kêu rên thế này, bóp chân cho vợ đến bao giờ nữa. Vừa dịch vừa ngáp thế này. Tiền thì không có ăn. Cả hội thánh tại bên Nga nghĩ rằng tôi bây giờ dính Đức rồi, tư bản dãy chết như vậy, tiền của Đức nó tha hồ cho mình dãy. Và đâu có biết rằng cô sinh viên nghèo này đang ăn bám vào tiền lương của chồng và tiền lương của tôi. Mọi người xem ảnh rồi đấy thì biết rồi đúng không? À, không phải chỉ là tóc dài đâu mà nó đói quá, nó dựng hết cả tóc lên đây. Năm 99 có một số người nghe tôi giảng luôn luôn thò tay vào túi quần, xách quần lên. Có mấy người nói rằng tôi nghe mục sư dùng Hồng giảng rất là hay, nhưng mà có mỗi một điều tôi không thể chấp nhận được. Thế nên tôi toàn phải tắt hình ảnh để nghe tiếng thôi. Bảo có chuyện gì chị? Mục sư mà thay đổi được thì giúp cho tôi nhiều lắm. Mà có chuyện gì chị? Mục sư giảng hay, xách túi quần quá, trông lắc cắc. Tôi bảo xin lỗi chị, tôi cố gắng lắm chị ạ, nhưng mấy quần của tôi nó vào hết cỡ rồi, chọc vào cái thắt lưng này hết cỡ rồi, cứ đi mạnh mạnh hồi nó tụt. Thế nên là thỉnh thoảng phải xách quần lên, giảng cho nó đỡ giữ quần, vì quần của tôi nó toàn quần số to ngày xưa thôi. Trong lúc khó khăn như vậy, tôi quỳ gối và chịu không được nữa rồi. Tôi đâu được biết được ai giảng như anh chị em bây giờ đâu. Tôi quỳ gối nói này, Chúa ơi, chả nhé không phải ý muốn của Ngài chúng con tại Nga sao? Chả nhé. Rất nhiều những câu hỏi như vậy. Mà tại sao vợ con tóc rụng, chân què, bụng đói? Trong lúc cầu nguyện như vậy, vợ tôi đi ngủ. Chú nói tôi rằng, Hùng, người yêu vợ ngươi không bằng ta yêu nó. Ngươi không chết thay cho nó, nhưng ta chết thay cho nó. Hãy lui sang một bên để ta làm công việc của ta. Đầu tiên tôi cứ tưởng là ma quỷ. Mà bây giờ tôi biết rằng là Ngài cho phép cái điều đó xảy ra. Thiếu tiền, Ngài cho phép thiếu tiền. Quay chân, Ngài cho phép quay chân. Tôi mới nhớ ra tóc mình dùng cũng là Ngài cho phép, vì vợ tôi yêu một người ít tóc. Thế là cuối cùng là Ngài tỉa nhanh quá, cũng nó chụt luôn. Và sau đó mọi người biết, khi nghe được câu nói đó, tôi biết làm gì không? Tôi nói, cảm ơn Chúa vì Ngài giải phóng con. Con không biết ra bằng cách nào, nhưng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì Ngài đang làm trên gia đình của con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài biết rõ vợ con hơn con biết. Thậm chí Ngài biết rõ vợ con hơn cả vợ con biết chính Ngài, chính nàng nữa. Hãy tiếp tục làm công việc của Ngài. Con cảm ơn Chúa, con vui mừng làm việc tiếp tục. Hallelujah. Tôi nhận được niềm vui ngày hôm đó. Sau 2 năm, sau 7 năm. Và ngày hôm nay Thủy Tiên có thể làm chứng cho bạn biết được rằng những ngày tháng tại Nga là những ngày cực kỳ tuyệt vời và quan trọng cho đời sống Thủy Tiên sau này. Amen. Cô biết được trông cậy vào Chúa về tiền bạc. Thành ra gia đình chúng tôi không thiếu tiền. Tôi nói với anh chị em biết chúng tôi không thiếu tiền. Và rất nhiều những chương trình chúng tôi thường cầu nguyện với Chúa trước và hoạch định cho năm. Mặc dù tiền không có, nhưng Chúa bằng mọi cách đưa tiền tới để cho chương trình được thành. Bạn ơi, đừng sợ bạn không có tiền. Chỉ sợ bạn không có Ngài. Chỉ sợ bạn có Ngài mà không biết làm theo ý muốn của Ngài thôi. Amen. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và vậy cho nên ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em lời Chúa và những kinh nghiệm vừa rồi, để mỗi chúng ta hãy cùng nhau tới với Chúa cầu nguyện cảm tạ. Hãy cầu nguyện cảm tạ. Ngày hôm nay bạn cần phải làm gì? Hãy suy nghĩ lại cái gì bạn đang phải trải qua. Hãy nói rõ cái nan đề đó và hoàn cảnh đó mà bạn hiểu được. Không phải chỉ chú biết rồi, nhưng bạn phải hiểu được cái gì bạn sẽ nói bây giờ. Hãy nói ra miệng của mình. Hãy nói với Chúa rằng đây, Chúa ơi, con có nan đề như thế này này. Con không biết làm ra làm sao, không biết thoát kiểu gì. Nhưng bây giờ, theo đúng lời của Ngài, con đến và cảm ơn Chúa vì Ngài thấy hết tất cả những điều đó.
Khi bạn cảm tạ Chúa thì bạn đang cho phép Ngài được tự do hành động trên nan đề của bạn. Còn nếu như bạn vẫn lầm bầm than vãn là bạn đang nói đây là việc của tôi tự lo, Ngài đừng động vào, còn tự giải quyết được. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Tôi có thằng con trai Danny, hồi nó 4 tuổi, 5 tuổi, 4 tuổi, nó bên Nga xếp cái Lego, chúng tôi mua cho 2 cái thùng Lego cho nó chơi để cho nó nhiều. Nó muốn xếp một cái tòa nhà cao lên, nhưng nó xếp được nửa mét là lại đổ. Cứ xếp được nửa mét lại đổ. Tôi ngồi bên cạnh, nó đi văng nói, Danny, nói với ba đi, ba giúp cho. Ba giúp cho. Nó bảo, Danny tự. Rồi bảo, tự đi, cứ tự. Tôi lại ngồi đợi nó. Khi đổ xuống rồi, lại xếp tiếp. Cuối cùng mọi người biết nó làm gì không? Nó đập, nó phá lung tung, đá lung tung, không đẹp. Nó chạy vào phòng ngủ của nó. Tôi vẫn ngồi đợi. Thương con lắm, vẫn ngồi đợi. Nó ở trong kia khoảng độ 5-6 phút sau chạy ra phòng khách. Vừa đống đầy đổ nát như vậy, nó nhìn tôi vẫn nói, Papa giúp Danny đi. Tôi bảo, yes sir. Và lúc này tôi bắt đầu vào xếp. Chỉ một cục Lego thôi, tôi đã xếp cao đến sát chân. Bố con tôi chụp ảnh kỷ niệm. Nó nhảy xung quanh vui mừng, tại sao Papa giỏi thế? Thì Papa mà. Chúa bây giờ cũng ngồi bên cạnh nan đề của bạn. Còn bạn cứ nói, con tự. Chúa bảo, ok, cứ tự đi. Nhưng mà đừng để cho đến khi tự tử. Mọi người hiểu không? Hãy khẩn trương ngày hôm nay cảm tạ Chúa về nan đề đó. Và mời Chúa bước vào. Hãy để cho Ngài hành động. Hãy để cho Ngài hành động. Hãy liệt kê những nan đề đó ra trên trang giấy. Đừng tự tìm kiếm. Đừng tự tìm kiếm vợ. Đừng tự tìm kiếm chồng. Mọi người hiểu không? Có nhiều khi, có những ông đàn ông cuống quá rồi, thèm quá rồi, lấy đại một ai đó để bắt ép người ta. Đừng có làm như vậy. Sớm muộn gì bạn phải trả giá cho những điều như vậy. Nào, mời anh chị em đứng dậy nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.